Rất là hy vọng là em này nó hát ngon, tại vì chất âm của con này cực kỳ hay. Và nó là dòng Victor QC3 ha. QC3 là dòng nhỏ lại của thằng thằng RCXC3C5. Thành thử ra rằng là chất âm của con này thì cực kỳ hay. Nhưng mà em khổ quá. CD không đọc. Tép phải thay dây Ura, thấy CD không đọc rồi thôi em khỏi dọn luôn. Nói chung AUX FM full 108 rõ. Rồi thôi bán vậy cho rồi cho nó lành. Chán gì đâu á. Máy đẹp nha mấy bác. Em đánh nào thử ha. Thoải mái mà không có đọc ạ. Nó chẳng đọc gì hết. Thôi bỏ đi. Qua cho nhau thế nào nào, ai thương yêu ai, đó chỉ là tình. 3,5 ly nha mấy bác ha. Cao hết 3,5 ly. Một hôm xếp bút nghiêng đăng trình tôi giã từ. FM thì được. People's Committee. Thì với sự hoạt động hết sức nhịp nhàng của ba phòng tuyến này thì đến nay thì in setting up the three checkpoints, Quảng Ninh province is determined to be của em là nhà tôn ha. Ổ điện rất là nhiều, hình thử ra là rất là nhiều nhưng mà bắt được là ok lắm rồi. Với những giá trị tinh thần vô giá của người Tây Nguyên, và đêm đêm bên bếp lửa nhà sàn vẫn chậm rãi kể cho con cháu.